Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh Channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về dòng chim khứu. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 15 tháng 10 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác bộ nem chim khứu bội lỡ. Bộ nem này thì tất cả đều đã hót múa cực kỳ mạnh luôn rồi các bác ạ. Có những con hót múa đuôi cánh cực kỳ đẳng cấp luôn nhá. Chim bên em Tài á thì tất cả chim trống thì phải em Tài thấy tận mắt nó hót chơi lên thì em Tài mới bán nhá. Và tất cả chim thì đã cảm cứng 100%. Em đang cho ăn hàng cảm nhà làm nhá, một hàng cảm cực kỳ ok để cho tất cả các bác về gọt những chiến binh của mình đấy. Tại vì em Tài là chuyến cái dòng chim khứu, cái đặc tính con chim khứu này á, nó không có giống như những dòng chim khác đâu. Nó hót hay cực kỳ, mũ đẹp cực kỳ, nhưng mà có một cái là cái đường ruột của nó không có được tốt đâu. Cho nên nếu như mà mình cho ăn một cái loại cám nhiều đàm á, mà mình không biết cách làm không có chuẩn á, thì những chiến binh của mình rất chỉ là dễ bị đau bụng, dễ bị tiêu chảy nhé. Còn riêng cám của em Tài á thì cực kỳ nhiều đàm luôn, nhưng mà chim luôn luôn phấn khô, luôn luôn căng lửa đều quanh năm đấy các bác ạ. Tại vì em Tài có cho thêm một số thảo dược hỗ trợ tiêu hóa rất là tốt luôn đấy. Chim ăn vào này sẽ được hỗ trợ tiêu hóa hết luôn, thì nó sẽ không có bị tiêu chảy đâu. Tại vì những chiến binh mà ăn những cái hàng cám không có được ok á, thì ăn vào nó tiêu hóa không có hết, nó sẽ bị phấn sống, sẽ bị đau bụng nhé. Còn riêng cám của bên em Tài á thì cực kỳ ok luôn. Các bác chỉ cần đặt về trải nghiệm là biết liền. Chim không có ăn nhiều đâu, tại vì cám rất chỉ là giao đàm, chỉ cần ăn một lượng rất chỉ là ít là nó đã đủ cho những chiến binh của mình chơi đều cả ngày, chơi đều quanh năm rồi nhá. Một bịch cám của em Tài nửa ký, lúc mà các bác cho chiến binh ăn á thì phải một tháng mới hết đấy, tại vì cám cực kỳ giao đàm luôn nên chim sẽ không ăn nhiều. Các bác chỉ cần đặt về trải nghiệm một lần thôi là các bác sẽ biết được cái chất lượng của sản phẩm như thế nào nhé. Các bác cùng đặt hàng về trải nghiệm. Ở trên Sài Gòn thì có rất là nhiều địa điểm em Tài đã phân phối về đó rồi nhé. Còn nếu như mà các bác ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc luôn. Một ký là 120.000, lúc mà các bác lấy từ 2 ký là em Tài sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác đấy. Các bác cùng đặt hàng về trải nghiệm nhé, các bác sẽ không bao giờ chê được đâu. Tại vì em Tài là chuyến với cái dòng chim khứu, đặc tính con chim khứu thì phải biết thì lúc đó mới ok được nhé. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên chim. Em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khứu bạc mã mang mã số 4318. Con này thì bị lỗi móng các bác ạ. Các bác nhìn thật kỹ sẽ thấy ở bên chân trái của em nó có một cái móng ở giữa phía trước, nó bị mất cái đầu sừng nhé. Cái lỗi này thì không có nhằm nhò gì đâu, các bác bắt về chơi nghe hót bình thường, nó không có nhằm nhò, nó không có ảnh hưởng gì tới cái tốc độ chơi của một chú chim hay là tổ chất của một chú chim nhé. Con này thì về cho em Tài được tầm khoảng hơn một tháng rồi, chim thì đã rất là tĩnh lòng rồi. Các bác bắt con này về chơi á, chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh vài hôm, nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ liền nhé. Con này được cái hót múa cực kỳ mạnh luôn. Lúc mà hót á thì cái bàn đuôi là sẽ có xòe lá và múa cực kỳ đẹp. Và con này thì em Tài có thấy nó lên cạnh nhẹ cho tất cả các bạn rồi đấy. Con này cứ hót là nó sẽ múa, cái bàn đuôi thì có xòe nhìn cực kỳ đẹp luôn nhá. Con này các bạn bắt về chơi nghe hót sẽ không có chế được đâu. Chim bị chảy một chút ít trên mũi nhá. Và đang mù thay lông cho nên cái lông lá sẽ chưa được thật hoàn thiện đâu. Chim thì chỉ bị lỗi cái móng nhẹ như vậy thôi, ngoài ra không có tật lỗi thêm đâu. Con này bồ khả tướng tả nhìn rất là đẹp nhá. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài. Chim em Tài bao hót múa cực kỳ mạnh luôn. Em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 1.400.000 nhá, 1.400.000 để cho tất cả các bác về chơi nghe hót. Chim cực kỳ ok đấy. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khứu bạc mã mang mã số 4319. Con này thì cũng bị lỗi móng các bác ạ.
mà các bác thấy không ạ? Con này thì nó hót mũ cực kỳ đẳng cấp luôn, đuôi xòe lên, đuôi lên cạnh hai mà trắng phồng lên to bự cực kỳ dữ tợn nhé. Chim thì ngày xưa thờ nhốt lồng sắt nên ở trên cái mũi có bị chây, nhưng mà không có nhăm nhò gì đâu, một thời gian thì nó sẽ ra lông lành lại hết. Được cái con này hót mũ đuôi cạnh cực kỳ ác luôn đấy, một chú chim rất chí là ok nhé. Con này thì bị lỗi một cái móng ở bên chân trái, các bạn nhìn thấy thật kỳ kìa, là nó bị mất cái móng. Còn ở bên chân phải có một cái móng bên ngoài cùng nó bị đỡ nhé. Cái móng này mà vận chuyển thì có thể bay luôn đấy. Mà con này thì được cải hót múa cực kỳ đẳng cấp luôn. Chim bị lỗi cái móng như vậy ấy, thì không có nhăm nhò gì đâu nhé, không có ảnh hưởng tới cái tốc độ chơi hay là cái tố chất của một chú chim đâu. Con này các bác bắt về chơi nghe hót thì phải nói là quá ngon lành luôn đấy các bác ạ. À, tại vì nó chơi đuôi cạnh cực kỳ mạnh, đầu mặt dữ tợn thối rồi luôn. Chim em tài đã nuôi được một thời gian cho nên các bác bắt về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh mấy hôm, nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ âm âm lên nhé. Được cái hót múa cực kỳ ác luôn đấy. Chim thì tố chất thối rồi luôn, chim thì chỉ bị lỗi cái móng thôi, ngoài ra không có tật lỗi gì thêm đâu nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của con này là 1,5 triệu nhé, 1,500,000 để cho tất cả các bác về gọt lên chơi, về chơi nghe hót nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài liền nhé, một chú chim hót múa cực kỳ mạnh luôn đấy. Tiếp theo là một em khủ bạc mã mang mã số 3420. Con này thì phải nói cực kỳ vip luôn bác ạ. À, con này là chim bổi thôi nhá, nó mới về chỗ em tai được tầm khoảng hơn 2 tuần thôi, nhưng mà con này thì phải nói là chơi thối rồi luôn, hót máu mò cực kỳ luôn, đa số giờ nào em tai thấy nó cũng chơi được hết. Và cái chất giọng của con này thì rất chí là ác luôn, chất giọng rát dữ chim, rồi dòng lớn hót nổ AK âm âm luôn các bác ạ. À, có nhiều lúc nó nổ AK liên tục luôn. Cái chất dòng của con này nó nghe phải nói là nghe điếc lỗ tai đấy. Nói chung cái chất dòng rạn thối rồi luôn. Với lại con này mà căng lên đủ lửa thì sẽ chơi đuôi cạnh bàn cạnh cao hết bàn cho tất cả các bác như mình luôn nhé. Chỉ cần các bác nhìn vào video là các bác sẽ biết lên luôn, một chú chim cực kỳ ok đấy. Chim thì được cái là cự hót là nó sẽ múa, cự hót là sẽ múa, căng lên là bàn cạnh cực kỳ rồng, các bác thấy không ạ? Bàn cạnh là sẽ căng lên, nó sẽ múa hết cạnh đấy. Tuy rằng thì chim đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá sẽ chưa được thật hoàn thiện nhé. Cái lông đuôi thì bị gãy, cái này các bác bắt về nhổ đi thì nó sẽ ra lại rất là nhanh luôn. Con này thì tương lai phải nói là ngon thối rồi luôn. Hiện tại thì nhìn sẽ chưa được đẹp mấy đâu, tại vì là mua thái lông. Với lại con này thì ở bên cái mép trên mũi có bị chây một chút ít nữa. Nhưng mà con này phải nói về cái tương lai ấy, thì phải nói là cực kỳ đẳng cấp nhé. Chim đang trọc lóc như vậy ấy, mà nó chơi được như vậy thì các bạn sẽ biết được lúc mà nó sống lông đủ lửa lên thì nó sẽ chơi như thế nào nhé. Con này họ rất chính là điệt tài đấy. Nói chung cái chất dòng lợn này, rồi nổ AK âm âm nữa. Nói chung là bạn nào ở gần thì có thể ghé xem trực tiếp nhé, còn bạn nào ở xa thì em tay sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bạn nhà mình đấy, một chú chim cực kỳ tố chất luôn. Con này thì bồ khá và không có tật lỗi gì đâu. Em tay giao lưu với tất cả các bạn cái phí của con này hiện tại là 2,7 triệu nhé. Đấy là cái mức phí hiện tại thôi. Còn con này mà nói chung sóng lông đủ lửa lên một cái á, thì cái giá trị còn cao hơn rất là nhiều luôn. Chim thì phải nói là chơi ác thôi rồi luôn. Bác nào mà ở gần thì nên ghé xem nhé. Một chú chim không có dễ gì mà kiếm được một chú chim như vậy đâu. Nói chung là nó nổ AK điếc cái lỗ tai luôn. Chim bổi nhưng mà nó xíu mỏ luôn đấy. Với lại căng lên thì sẽ chơi cánh hết bàn cho tất cả các bác nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Và cuối cùng là một em khựu bạc mã mang mã số 4321. Con này thì VIP Pro luôn các bác ạ. À, một chú chim chỉ là chim bổi thôi nhé. Con này mới về chỗ em tai được tầm khoảng 10 ngày thôi, nhưng mà nó chơi thì không có chế được luôn. Các bạn nào ở gần thì có thể ghé xem nhé. Ghé xem mà ngồi xa xa thì này thấy nó chơi đã lắm. Hót mũ đảo rồng kẹo thu cloud nổ á cá các kiểu, đảo rồng liên tục mũ đuôi cạnh bản cạnh dáng cực kỳ rồng luôn đấy. Con này thì lục hót á, hai cái tách mã trắng phong lên nhìn dữ tờn thối rồi luôn nhé. Chim thì đang vào mùa thái lông cho nên lông lá chưa được thật hoàn thiện đâu. Lông lá này đang còn tè lé vậy đấy, chưa có lửa đâu, là chim bổi.
mà nó đã chơi như vậy rồi thì lúc mà các bác về nuôi một thời gian, nó sống lông đủ lửa lên, căng lên một chút xíu nữa thì nó chơi như thế nào thì các bác biết rồi nhé. Con này rồng lớn, rồng rát cực kỳ, nổ AK, kéo thuốc lao đảo rồng, nói chung họt hay máu mỏ cực kỳ luôn nhé. Họt mụa bàn đuôi xòe và lên bàn cánh rất chí là rồng cho tất cả các bác nhà mình nữa nhé. Một chú chim thì rất chí là có tương lai luôn. Chim thì con này cái bồ không được bự đâu, nhưng mà được cái nó chơi thì thối rồi luôn nhé. Bác nào mà ứng cái dòng mà dòng rạt này, họt điếc tai này, với lại kẹo thuốc lào nổ AK này kia thì có thể tham khảo con này nhé. Con này dòng cũng rất chí là lớn đấy. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tay nhé. Chim thì cái tượng không được bự nhé, và không có tật lỗi gì đâu. Con này được cái cự họt nó sẽ mua, cự họt nó sẽ mua. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tay đi nhé. Một chú chim vip puzzle mũ đuôi cánh cực kỳ đẳng cấp đấy. Con này thì em tay giao lưu với tất cả các bác cái phí là 3 triệu nhé. 3 triệu để cho tất cả các bác về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lửa. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tay nhé. Hôm nay thì em tay lại tiếp tục lên được 4 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào á thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em tay nhé. Số điện thoại là 0974 193 391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khủng của bên em tay nhé. Và bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.